cho anh con này nha. Rồi. Mình thì Lâm Trạng chuyên mua bán xe ở Gạch Sỏi Mai Hồng Hạnh nha. 132A quay gửi trên số điện thoại giùm anh đi. Thì mình bữa đây thì cũng mua bán rồi hỗ trợ trả góp đồ đó, thì lãi suất cũng rất thấp. Mà của mình là thí dụ đi 20 triệu mà dư trước khoảng 5-6 triệu thì giao cặp quẹt luôn. Thì mình cũng ở ngang chùa Tịnh Xá Lộc Minh nha. Anh em mà ở hướng Dạm Ghiền hay là hướng Cầu Bao thì đi lên thì nhìn ngang cái chùa vàng vàng chỗ đằng trước đó là nhìn ngang tiệm là thấy mình. Dễ kiếm lắm nha mọi người. Đi cái đường Mai Thị Hồng Hạnh mà thấy cái chùa nào vàng vàng là ở đó đó. Bữa nay thì mình cũng mới vừa, bữa nay mình nói chung là mình cũng mới vừa là lên dọn cái con quay thế này vừa hoàn thành ha. Vừa mới xong mình chạy đi uống cà phê gặp Trinh thì bữa nay mình giới thiệu xin đi anh ơi rồi uống đi uống cà phê sao. Rồi đúng rồi. Thì trước khi em quay ngoài hình đi, quay ngoài hình giùm anh đi. Thì anh cũng lấy cái vẻ anh chùi cho nó phóng bóng lên cái. Nói chung thì con này thì mình để uống cà phê nha. Thì anh em nhìn không bắt lỗi được con này cái gì chứ đó. Nói chung thì anh em con cháu nào có chơi á, có thiện chí chơi. Có thiện chí chơi rồi cứ điện lên cho mình đi. Mình sẽ anh em kênh quay phía sau cho mọi người xem ha. Anh em con cháu nào có thiện chí chơi á thì mình có để lại một con đam mê này cho anh em. Nói chung anh em nào có chơi xe thì mới hiểu thôi, mới hiểu được những người đam mê qua những cái dòng xe mà nó rất cổ. Còn bên mình đó mình giới thiệu từ trước rồi. Mình bên đây là mình chỉ thích mấy con xe mà cổ gì đó nha. Tại vì mình nhìn cổ mấy con xe phải còn chất lượng phải không anh? Đúng rồi, cổ mình phải còn chất lượng. Tại cổ vì mà mèo nheo thì cũng như không. Tại vì nói chung mấy cái dòng xe Thái thì hầu như là Trinh thấy là chiếc nào là cũng vẫn im đó Trinh. Đó. Xe Thái là mỗi một đời mỗi một dòng gì có một cái riêng biệt đặc trưng của xe. Giả sử như con này là anh em mà đam mê, lý do đam mê con quay Thái này là đúng đồ 110, là đây anh nhớ đây là bơm nhớt, nó là bơm nhớt rồi, thành thử là dên nó bệnh cái bự, nó chạy là rất khỏe. Nhưng mà ngược lại con cái là Trinh biết sao không, nó với là xe 100 mình á, xe 100 mình xài lâu ngày có thể là trong cái bố nồi đó đó, ba vớ đồ đó ra nó nghẹt lượt nhớt thì nó không bơm. Còn như chiếc quay Thái 110 này xài bơm nhất rồi là có nghĩa là nó như tát nước lên gì đó, thành thử không giờ ngạt bơm nhất chạy rất là phê. Rồi thì em quay chi tiết con cái đi để anh giới thiệu thêm nữa. Mọi người thấy không, cái bình xăng còn sáng nè, sáng bóng không ha. Nói chung là anh xài này là nói chung là rất kỹ nha. Còn đặc biệt cái đặc trưng của nó đó, quay Thái là nó cái ấy yên nó phải như này nha. Cái yên nó không phải như của mấy chiếc mà quen pha đâu. Quen pha rồi không có cái phone này. Đó. Ở đây cái này là cái đúng chữ nghiêm của nó. Cái này có tác dụng cũng là đừng cho nước nó thấm vô phải không? Đúng, đừng cho nước thấm vô. Ví dụ cái này khi mà mình đẩy yên xuống rồi phải không? Mình đẩy yên xuống rồi là nước bít xịt luôn, nó không vào vô được. Xịt rửa cỡ nào cũng đâu vô. Đâu vô được, khi mà đẩy yên xuống rồi là không vào vô. Hay con cái đó, còn toàn bộ áo này là áo giữ nha, áo này là áo ghim giữ luôn. Ốc của nó đó là em dặn cứng, cái nào cứng không giờ bể được. Tại vì con ốc của nó là nó làm cái chân như là thay thế với một cái ắc vô lông đền vậy đó. Thì thằng đứa mình dặn đó là rất chắc chắn đó. Con này nói chung là hồi đó giờ anh đam mê nó dữ lắm. Con này nói chung là nó là thời đúng là 99-2000 là nó 2001 bắt đầu nhất đó, là con này nó rất là dữ. Nó nói chung là chạy rất phê.
cái cục đề này là mình thay mới vậy anh, đúng không? Không, cục đề này ghim nhưng mà anh làm lại, xe này làm để dành uống cà phê. Có cái là xe này anh làm rất là kỹ nha, nói chung là anh cũng còn dạy xe giữ luôn, làm rất kỹ. À, bình xăng là đúng rồi của nó nha, anh em coi kỹ nha, bình xăng đúng 110 của nó đó, là cái cổ lớn nha, cổ lớn thành thử rồi nó chạy rất phê, rồi nó có một cái ống hơi thông gió ở đây nữa. Xe này thì nói chung ra đó là chiếc xe này hồi từ mình mua về tới giờ thì mình chỉ là mở ra mình có làm bố nhẹ thôi, chứ đầu bò thì nói chung được xe này còn in nè, mình coi xe này còn in. Anh đó. Em thợ thì xem thì cũng quan sát ha. Coi như là cái này là mình chưa dám mở, còn em coi quay cái chi tiết cho cái nồng này kìa, đó sát bên kẻ đây đứng như máy qua đây chút đó, là xe này mình coi là còn in đó. Ngoài ra xe này cũng có nhiều cái đó, bô này cũng bô in nè, nó nãy mình giới thiệu rồi là cái bô Honda là cái chữ nó hơi mờ hơn nha, nhưng mà đặc biệt không bao giờ là xét nó 185 luôn, nó đúng ra quay thái ghim là nó có để anh NE 110. Thì xe này thì nói chung ra là cái bô này là bô ghim nè, đó cần thắng cần đạp đồ này kia là ghim hết, mọi hai cặp bẩn này cũng có luôn nha, tại mình uống phê chơi thì mình tháo ra mình cưng đó, không phải gì mà cho nó dễ chùi rửa, dễ quay bên trong cho mọi người xem kỹ cái mấy cái chi tiết bên trong đó. Còn anh, khi mà có ai mua sẽ gắn lại. Nói chung là mình chơi là ví dụ là anh nói chung mình đúng với chơi xe muốn cho đẹp ha, dành thì nó phải giống nhau. Anh cho em coi nè, coi cặp dành trước. Rồi. Sẵn sẵn quay coi dạng đây luôn đi. Nó là nó giống nhau. Anh em lưu ý nha, khi mà mình dọn xe mình chơi xe mà thấy hai cặp dành mà nếu mà không giống nhau rồi đó ha. Ví dụ đi dành này là Sam Gucci đó, còn dành trước là cái hiệu gì khác là nhìn chiếc xe nó không có đẹp, nhìn chiếc xe nó không liền được chiếc xe, còn này là đúng nó luôn, còn phục là đúng phục 110 nha, đúng phục 110 luôn. Có cái là bọc sên, thằng này xe này mình chưa có dặm nha, bọc sên ghim toàn nè, tại vì cái dùng mình á, Trinh biết sao không, là dùng mình dùng cái gian này nó nước mặn nó hơi nhiều thì sợ xét, chứ dàn chân xe này lúc trước còn cũng dữ lắm, rồi đây mình sợ xét thì mình lỡ mình sơn luôn, cặp gấp này lúc trước còn dữ nè, nói chung mình sơn luôn, còn bột sên thì còn, thì bột sên còn, nếu bột sên ghim thì nhăm nhăm như con mẻ nè, còn nè đó. Xe này anh em nào nếu mà có lên chạy xe 100 rồi qua xài đây 110 rồi để tới chạy đây 100 là thấy nó khác lắm, chạy cũng đã. Để kinh quay từ xa cho mọi người xem tổng thể ha. Thì anh em nào mà có xem kênh YouTube Siêu Thị 68 đó, anh em nào có đặc biệt mà có thiện chí á, chơi thì mình để lên cho cái giá hữu nghị chơi. Còn anh em nào trước khi ở đây mình cũng thông báo với anh em là kênh YouTube thì con số nhiều khi anh em nói nhắn tin với điện chắc thưa quá thì mình không có trả lời nha. Nói chung cái điện của mình này khoảng 10 giờ trả lời, còn nhắn tin rồi có số anh em đừng có buồn, bị gì nhắn tin mình không ít cái chơi tin nhắn đâu đó, nên anh em buồn hết ấy đâu, điện trực tiếp. Đặc biệt thì anh em nào có xem bên kênh là YouTube Siêu Thị Giá Rẻ rồi xe máy giá rẻ thì cũng bên kênh của anh em mình không, là nhớ ủng hộ chia sẻ kênh nha, với mà đăng ký like thêm, chứ đừng có mà nói này kia đầu nói mình câu like nặng nhẹ khó nghe thì tội nghiệp bên mình, tại vì bên mình anh em người ta là đam mê xe, người ta quay cho mình coi thì cái nào mình thích á thì mình hay thích hay không gì mình cũng để bụng cho anh em đi, đặng cho người ta có động lực, nhằm khi con số anh em debut lên nói này kia hơi khó nghe, tội nghiệp anh em người ta quay làm kênh YouTube người ta chung cực lắm, người ta cực khổ lắm, còn người ta dọn xe cũng vậy đó. Thích thì đừng có, nói chung đừng thích trả giá 1.500.000 gì con không xài cũng hết, hay là 1.000.000, 2.000.000 gì thích là quất gì đó. Mình anh em coi clip này vừa xong đi,
Mình bữa nay còn một chiếc xe này mình cũng đam mê luôn, mình cũng chạy ra cho trên giới thiệu 68 giới thiệu luôn. Rồi